Đi bắt đầu nè. Đấy, cho anh em xem. Hôm nay bóc nó ra. Ghê quá. À. Ui. Hầu 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 hầu. Quay sát lại nha. Ui, thôi chết rồi. Tụt mất rồi. Nghe xem con gà chiến của tôi hôm nay bị đánh, hôm nay là vào bao nhiêu ngày nhỉ? Chủ mùng 10. Ừ, hôm nay bao nhiêu? 25, 15 ngày. Khổ thân con gà. Đấy, nhìn kỹ. Ôi, bị đánh đây. Ghê thật. Cái người. Còn một cái ở hầu đây mà nó liên quan đến này. Hôm nào mục ra này phải mổ ra mới hết thì ghê quá. Cân gà chiến của tôi rồi.